Nhiều năm qua, người dân hai xã Nghĩa Lợi và xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định không còn xa lạ với hình ảnh những tàu hút cát ngay trước khu du lịch sinh thái biển Nghĩa Hưng. Đây là những tàu hút cát của công ty Sông Đà Hà Nội, đơn vị được Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Nam Định cấp phép khai thác cát biển để san lấp khu công nghiệp Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng. Công trình kè biển bảo vệ khu du lịch sinh thái Rạng Đông do Ủy ban Nhân dân huyện Nghĩa Hưng làm chủ đầu tư, kinh phí xây dựng hơn 100 tỷ đồng. Dù đã trải qua nhiều cơn bão, sóng lớn kết hợp với chiều cường dâng cao, song bờ kè khu du lịch sinh thái Rạng Đông vẫn đứng vững. Tuy nhiên, khoảng cuối năm 2017, bờ kè này đã bị sạt lở, có chỗ cát, đất sụt sâu đến gần 1 mét. Đến cuối năm 2018, một số đoạn phía đông bờ kè cũng xuất hiện một vài điểm sạt lở mới. Đến nay, toàn bộ phần sạt lở đã quy thành một mối, nối thành một vệt dài hơn 2 km thành một khối tan hoang, không phân định đâu là đỉnh kè, thân kè và chân kè. Theo phản ánh của người dân các xã ven biển huyện Nghĩa Hưng, hoạt động khai thác cát rầm rộ bất kể ngày đêm của các tàu hút cát. Lúc này trước nó có đường thông, một thời gian là kiểu nó không biết lý do gì mà máy nó hút cát hay gì đấy, giờ sạt hết một kè không được. Vậy nó cắt đứt qua đường thông rồi, nó hết vào đây rồi. Thì người dân chúng tôi thì nói chung là cũng không biết đâu rồi, này chắc là các cái nguồn cát này thì này, chắc là các cái chính quyền ở khai thác bên Tài nguyên Môi trường nhé, khai thác như thế nào để anh em cũng không biết được. Nên là vậy là bắt đầu nó mất cái đường thông đi được, nó vào đây cây thông trên nó đang đổ ngổn ngang hết là này, còn sóng nó một rạch tới đây bắt cò đây coi là vỡ hết, còn là tàn hoa vỡ hết. Đó là trên một cây số, trước là đây nó tầm hơn 2 cây số, kéo dài bắt đầu hết nửa rồi. Bắt đầu từ nếu mà bắt đầu bị sạt là có tàu hút cát đổ vào công nghiệp trong phía trong và công nghiệp về Rạng Đông, bắt đầu tàu hút cát như vậy khi gần bờ. Đấy. Trước là từ chân đê tới ngoài là ít nhất khoảng 500-700 mét một cái bãi cát ở ngoài. Giờ tàu cát nó vào nó lên nó tan hết gì không ạ? Chính quyền kia gần xuống không biết gì, cứ toàn bảo là đổi ra thiên tai, mà thực ra là 4-5 năm gần đây chưa có một cơn bão nào vào đây cả. Nhiều năm trở lại đây, khu vực này chưa đón nhận cơn bão lớn nào. Và từ khi xuất hiện các tàu hút cát, mới có hiện tượng sập bờ kè đê sinh thái bao biển và xói lở rừng phòng hộ ven biển. Tại khu bờ biển xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, tối ngày 15 tháng 3, khoảng 21 giờ là tiếng máy nổ đinh tai nhức óc của hai tàu hút cát ngay sát bờ biển. Hoạt động này kéo dài đến 4 giờ sáng ngày hôm sau. Các tàu hút cát sau khi hút xong sẽ di chuyển về khu vực tập kết cách cột đèn biển Rạng Đông 1 km để bơm cát lên phục vụ san lấp khu công nghiệp Aozola. Các đường ống bơm cát nối từ khu vực tập kết chia làm hai đường để tiến về khu công nghiệp Aozola. Một đường ống chạy dọc theo đê ven biển xuyên qua rừng phòng hộ đến gần đường vào khu du lịch sinh thái thì rẽ nhánh, vắt qua đê và sông đào bao quanh nông trường Rạng Đông xưa để đổ vào san nền khu công nghiệp Aozola. Một đường khác vắt thẳng qua đê, xuyên qua đường tỉnh 490, chạy dọc theo cánh đồng muối xã Phúc Thắng, rồi lại vắt qua tỉnh lộ 490C để đổ vào khu công nghiệp. Cát được hút từ tàu đổ vào khu công nghiệp để san nền. Để đi tìm lời giải cho tình trạng xói mòn rừng phòng hộ, sập đê kè ven biển, phóng viên đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Túy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Lợi. Các thứ như các cái họ, các cái tàu, các thứ như thấy nó hút ở ngoài, như các thứ như nó vào, thế còn
cái việc mà nở các thứ như này tàu to ngoài thì nó thực sự nó không nằm ở cái vấn đề quản lý của cấp xã, nó đúng là như vậy. Đấy, cho nên mình không có cái gì mà mới đầu tiên thì đấy cái đợt đấy cũng có mấy nhầm các thứ như nó làm mạng cái thứ nó lo lắng nên lo lắng các thứ như trong báo cáo thứ đấy, nhưng mà thực ra anh em không ra kiểm tra đấy, nhưng mà tàu thì các thứ trước ban ngày nó cũng đứng đấy nhìn nó hút ở ngoài kia nó chở vào đấy cũng là không thể biết được cái gì cả. Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi nhận được phản ánh của các hộ nuôi ngao vàng đã kiểm tra, nhưng cũng lực bất tòng tâm bởi ngoài quyền xử lý và đã có báo cáo lên Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng. Bởi Ủy ban dân cấp xã chỉ quản lý từ mép sóng trở vào, còn từ mép sóng ra đến ngoài biển là thẩm quyền của Ủy ban dân cấp huyện và bộ đội biên phòng. Khi kè sinh thái xuất hiện sạt lở, Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng đã phải chi ra 2 tỷ đồng để khắc phục, nhưng vẫn là muối bỏ bể. Để trả lời cho câu hỏi vì sao Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định lại cấp phép 4 mỏ cát biển, vị trí liền trước khu vực được quy hoạch để phát triển du lịch, nghỉ dưỡng ven biển, mà cũng chính tại khu vực này, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã phải chi hơn 100 tỷ đồng để xây dựng bờ kè chống xoáy lở, bảo vệ rừng phòng hộ. Có lẽ chỉ có tỉnh Nam Định mới có thể trả lời được.